ơn Chúa, Chúa cho Chúa đã cứu chuộc đời sống của chúng con, cũng như Chúa đã cho con được nhận thánh lễ báp têm. Thì hôm nay tuần rồi thì cũng có một số anh chị em cũng đã được nhận thánh lễ để mà thay đổi đời sống, bỏ đi đời sống cũ mà thay đổi, mang một đời sống mới. Và Chúa cho chúng con tiếp tục công việc mà Chúa giao, cũng như là hầu việc Chúa một cách hết lòng. Cảm ơn Chúa. Con đi và dùng con.